Xin chào các bạn. Không cần đến mỹ phẩm trang điểm hàng ngày, bạn vẫn có thể sở hữu làn da đẹp tự nhiên, vừa mịn màng vừa khỏe mạnh từ bên trong. Với những tuyệt chiêu mà tôi sẽ chia sẻ, hãy đăng ký kênh của tôi và nhấn vào cái chuông nho nhỏ xinh xinh ở ngay bên cạnh để nhận được các công thức ăn uống tốt nhất cho bạn luôn khỏe mạnh, vóc dáng chuẩn, một làn da đẹp như ngôi sao nhé. Rau húng quế còn có tên gọi khác là húng chó, húng dồi, é, e tía, hương thái, rau quế. Húng quế có vị cay, mùi thơm và tính ấm. Không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong đời sống hàng ngày, húng quế còn là một loại dược liệu có tác dụng dược lý đa dạng nhờ hàm lượng tinh dầu cao. Húng quế rất giàu beta-carotene. Điều này giúp bảo vệ tế bào tiểu mô khỏi thiệt hại từ các gốc tự do, giúp phòng tránh bệnh viêm khớp và ung thư tối ưu. Loại rau này chứa nhiều magie, một loại khoáng sản được biết đến làm cho các bắp thịt và mạch máu thư giãn, do đó cải thiện lưu lượng máu và giảm nguy cơ nhịp tim bất thường. Húng quế còn là một nguồn cung cấp sắt, canxi, kali, vitamin C, vitamin K. Nó cũng là một nguồn chất xơ rất có lợi trong chế độ ăn uống. Tinh dầu húng quế còn được sử dụng như là một liệu pháp dưỡng da và dưỡng ẩm tóc. Húng quế có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp kiểm soát trung tâm ho, và nó có tác dụng làm loãng đờm, dễ tống đờm ra ngoài. Từ những công dụng trên, húng quế được dân gian sử dụng nhiều trong các bệnh cảm cúm, cảm lạnh, các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Bổ sung rau húng quế trong bữa ăn hàng ngày của bạn sẽ cung cấp một nguồn chất xơ có lợi trong cơ thể. Lượng tinh dầu có trong húng quế có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp chữa chứng tiêu chảy và các bệnh đường tiêu hóa khác. Một trong những nguyên nhân gây bệnh sỏi thận là sự gia tăng nồng độ axit uric trong máu. Sử dụng rau húng quế có khả năng giảm hàm lượng axit uric và là một loại thuốc lợi tiểu tốt cho thận. Bạn nên uống 1 ly nước ép húng quế, thêm một chút mật ong mỗi ngày trong vòng 6 tháng để hỗ trợ điều trị sỏi thận. Rau húng quế có khả năng làm dịu cơn sốt. Trong y học cổ truyền, người bệnh thường uống nước lá sắc từ húng quế để cắt cơn sốt. Vì lá húng quế có khả năng sát khuẩn nên có hiệu quả trong điều trị bệnh sốt. Khi nhai húng quế sẽ cho tác dụng the mát cổ họng giống như vị bạc hà, giúp kiểm soát tốt cảm giác thèm thuốc lá. Đây là một cách cai thuốc lá từ thảo dược khá hiệu quả. Húng quế làm dịu dây thần kinh, giảm căng thẳng mệt mỏi, từ đó giúp kiểm soát tình trạng thèm hút thuốc lá. Chỉ cần mang theo một ít lá húng trong túi và nhai khi cảm thấy thèm thuốc, từ từ sẽ cai được thói quen này. Ngoài ra, tác dụng chống oxy hóa của húng quế còn giúp giảm các tổn hại của cơ quan cơ thể gây ra bởi thuốc lá. Tinh dầu hạt húng quế có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm vì nó có các thành phần như alkaloid, flavonoid, carbon hydrate, tannin và terpenoid. Húng quế giúp loại bỏ tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp, làm dịu xung huyết. Các loại tinh dầu trong húng quế có thể giúp chống lại vi khuẩn ở những người bị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, bụng và da. Lá húng quế chứa các chất chống oxy hóa giúp tăng sản xuất các chất như ergolide, caryophyllene và methylergonol. Chúng là những chất có vai trò dự trữ và phóng thích insulin, giúp giảm mức đường trong máu, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Đối với các bệnh nhân tiểu đường, nên bổ sung vào bữa ăn của mình các loại rau, đặc biệt là rau húng quế,
để giúp kiểm soát nồng độ insulin máu và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Hạt húng quế có chứa fetiden là chất có hoạt tính chống oxy hóa. Từ đó, húng quế được sử dụng để giúp làm ngừng quá trình tăng sinh của bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư miệng. Ngăn ngừa bệnh bằng cơ chế tấn công vào mạch máu chính nuôi các tế bào ung thư, ngăn máu chảy về các khối u. Chiết xuất từ rau húng quế được chứng minh có khả năng giảm lượng đường trong máu cao vì đặc tính chống oxy hóa của chúng. Ngoài ra, tinh dầu húng quế có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol và mức chất béo trung tính mà các bệnh nhân có mức đường huyết cao có thể nguy cơ nhiều hơn. Hợp chất chống oxy hóa được gọi là eugenol có nhiều trong húng quế, giúp bảo vệ tim bằng cách giữ cho mức huyết áp được kiểm soát, đồng thời làm giảm mức cholesterol trong cơ thể. Chỉ cần nhai một vài lá húng quế mỗi ngày, bạn có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình, giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Húng quế có tác dụng giải độc. Thêm vào đó, loại thảo dược tự nhiên này còn có công dụng ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong gan. Vì vậy, thường xuyên tiêu thụ húng quế không chỉ giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, mà còn giúp gan khỏe mạnh và tăng cường chức năng hoạt động. Húng quế có công dụng giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi. Vì đặc tính chống lại các gốc tự do trong cơ thể, các gốc này sẽ gây tổn thương các tế bào là nguyên nhân gây stress, gây hại cho sức khỏe. Húng quế có khả năng cân bằng hormone gây stress, giảm căng thẳng dây thần kinh và tăng tuần hoàn máu cơ thể. Nên nhai khoảng 10 lá húng quế để giảm stress. Rau húng quế có khả năng thanh lọc cơ thể rất hiệu quả. Khi ăn sống loại gia vị này, chúng sẽ lọc sạch máu cung cấp cho da, mang lại cho bạn một làn da sáng bóng và ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của mụn. Bên cạnh đó, húng quế còn có tác dụng làm dịu cảm giác ngứa rát trên da đầu, chống rụng tóc. Ăn lá húng quế, uống nước ép hoặc đắp mặt nạ từ hỗn hợp lá húng quế giã nát đều có tác dụng tốt cho da và tóc. Có một điều bạn có thể chưa biết, đó là hạt của cây húng quế chính là hạt é mà chúng ta thường hay thấy trong các món chè. Hạt é không chỉ được dùng cho các món chè mà nó còn chế biến thành các đồ uống như nước hạt é, đường phèn, mù chôm, v.v. để giải khát, giải độc và làm đẹp. Với những công dụng tuyệt vời của rau húng quế, bạn hãy thường xuyên bổ sung loại gia vị này vào bữa ăn của gia đình mình. Và hãy chia sẻ kiến thức này với người thân và bạn bè nhé. Các bạn thân mến, nếu các bạn thích video này, các bạn hãy cho tôi xin một like, chia sẻ video và đăng ký kênh để giúp tôi có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa nhé. Sự hỗ trợ của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.